Nhà đầu tư đã quay trở lại với kênh YouTube của Thiên Phạm, nơi em chia sẻ các thông tin về các chương trình đầu tư định cư Mỹ, Canada và các nước châu Âu, cũng như là giúp người Việt Nam mình sở hữu nhà bất động sản bên Mỹ, tiết kiệm chi phí nhất, an toàn tối đa cho nhà đầu tư. Thì hôm nay em xin giới thiệu với quý anh chị nhà đầu tư một cái cơ hội đầu tư bất động sản thương mại tại Rosenberg, Texas, dự án là Redding Road Office Park. Thì đây là một cái dự án mới và cái loại hình đầu tư office condo này thì đang rất là hot ở bên Mỹ. Thì đây là mô hình commercial mới có khả năng sinh lời và mở rộng. Office condo là văn phòng cho thuê. Thì em xin mày là giá của nó là 279.000 một căn. Địa chỉ là US 59 NSM 769 Rosenberg, Texas. Texas, zip code là 77471. Lợi nhuận ròng ước tính là từ 7-10% một năm. Miễn phí 1 năm phí quản lý. Cho thuê dễ dàng, khách hàng dễ chịu. Khả năng sinh lời và mở rộng. Dự án hoàn toàn mới, sở hữu tài sản giá trị cao. Loại hình đầu tư là office condo, là văn phòng cho thuê. Giá là từ 279.000 đô. Giá thuê là từ 2.300 tới 2.600 đô một tháng. Income hàng năm là 30.000. Chi phí hàng năm là 8.300. Giá trị tăng là từ 10 tới 12% một năm. Lợi tức ròng là khoảng 7% một năm. Thì em xin giới thiệu dự án là Redding Road Office Park, là tọa lạc tại trung tâm của quận Fox Bend. Dự án khu phức hợp văn phòng Redding Road mang đến cho chủ doanh nghiệp cơ hội sở hữu tòa văn phòng cho công ty mình. Giờ đây, chủ doanh nghiệp có thể dễ dàng tìm và đặt văn phòng công ty ngay tại trung tâm của thành phố Rosenberg. Khu phức hợp văn phòng Redding Road là một cơ hội đầu tư tuyệt vời, cung cấp các tòa nhà cao ốc cho thuê phục vụ cộng đồng doanh nghiệp vừa và nhỏ. Giai đoạn 1 là 22 lot đất đã sẵn sàng bán. Giai đoạn 2 là 49 acres, tương đương với khoảng 19.829 m2, sẵn sàng để xây dựng khu phức hợp văn phòng công nghệ cao, tiện ích và dịch vụ hiện đại, đầy đủ tiện nghi của một cái văn phòng tọa lạc tại vị trí đắc địa của hạt Phật Ban. Dễ dàng tiếp cận với các cao tốc và quốc lộ I-69, Highway 59, Highway 90, mất 20 phút lái xe đến trung tâm của Houston. Thì office condo là cái mô hình commercial mới, lợi nhuận ròng là từ 7-10% một năm, miễn phí một năm quản lý và cho thuê dễ dàng, khả năng sinh lời mở rộng, dự án hoàn toàn mới và sở hữu tài sản giá trị cao. Đây là hình ảnh thực tế của cái office condo. Hiện nay người ta đã xây dựng xong và một số người đã cho thuê. Đây là top view của khu vực dự án. Đây là giai đoạn 1. Đây là cái hồ. Hiện nay cái hồ đã hiện hữu rồi nha quý anh chị. Đây là giai đoạn 2 của dự án. Khu vực xung quanh thì có là nhiều cửa hàng, up store, Walmart, Target và Penny. Đất dự án hình thực tế. Đây là các lot đất đang bán, đã có chỗ để xe cho khách hàng. Còn đây là cái xe lên của dự án. Các lot 9A, 9B, 10A, 10B là giá là 309.000 đô la, còn các lot là còn lại là 279.000 đô. 9A, 9B, 9C, 9A, 9B, 10A, 10B, 9A, 9B, 10A, 10B. Những cái lot này là những cái lot lớn. Ngoại thất và các lot đã xây. Đây là hình ảnh thực tế. Nội thất của cái office condo cơ bản có sofa, bàn nè, có bếp nè, có toilet nha, sàn thì ốp gỗ,
Em vừa trình bày xong cái office condo là mô hình là bất động sản văn phòng cho thuê đang rất là hot hiện nay tại Rosen West Texas. Nên nói chung là đầu tư ít nhưng mà lợi nhuận ổn định. Thì em, nếu quý anh chị nào quan tâm tới dự án thì có thể liên hệ với em theo số điện thoại là 0908 693 563 gặp Thiên Phạm để được tư vấn chi tiết về dự án. Em xin chân thành cảm ơn quý anh chị đã dành thời gian để theo dõi video của em. Nếu thấy những thông tin em chia sẻ là hữu ích, quý anh chị hãy like và subscribe để ủng hộ kênh cũng như là giúp kênh phát triển. Em xin chân thành cảm ơn quý anh chị, chúc quý anh chị một ngày thật nhiều niềm vui và thành công hơn trong công việc.